Sáng nay 24 tháng 8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2024 để thảo luận cho ý kiến đối với 8 nội dung, trong đó có 7 dự án đề nghị xây dựng luật và 1 nội dung báo cáo. Dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang, Lê Thành Long, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phiên họp diễn ra trong một ngày, thảo luận cho ý kiến về các nội dung, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, dự án pháp lệnh quản lý bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề nghị xây dựng luật đầu tư công sửa đổi, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu, đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật dự trữ quốc gia, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật chứng khoán, luật quản lý thuế, dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi cùng một số nội dung khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay chúng ta đã đi gần hết 3/4 thời gian của cả nhiệm kỳ này. Rà soát cho thấy nhiều chỉ tiêu mà Đại hội 13 của Đảng đề ra sẽ đạt và vượt, nhưng cũng có những chỉ tiêu đòi hỏi phải tăng tốc, đột phá hơn nữa trong thời gian tới thì mới có thể đạt được. Như chỉ tiêu về tăng trưởng GDP, năng suất lao động do các nguyên nhân khác nhau như hậu quả của đại dịch COVID-19 còn kéo dài, tình hình thế giới có những biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, hoàn thiện thể chế sẽ giúp huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực từ hợp tác công tư, thu hút đầu tư từ nước ngoài, nguồn lực của khu vực tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, xóa bỏ cơ chế xin cho và môi trường cho tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật lần thứ 7 trong năm 2024. Thường trực Chính phủ cũng họp gần như hàng tuần về công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng Chính phủ liên tục họp, chỉ đạo và thành lập ban chỉ đạo để rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cho thấy quyết tâm thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Đảng, Nhà nước đã xác định, trong đó có đột phá chiến lược về thể chế. Tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đã phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức lễ khai mạc chương trình Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật ấn tượng Dấu Son Hà Nội, tái hiện những màn ca múa đặc sắc trên nền sân khấu được lấy cảm hứng từ cột cờ Hà Nội, biểu tượng trường tồn của thủ đô ngàn năm văn hiến. Sự kiện là dịp để hai thành phố cùng ôn lại những trang sử vàng son, hào hùng của dân tộc, đồng thời là cơ hội kết nối, chia sẻ và lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo, tiềm năng phát triển của mỗi địa phương. Qua đó, mối quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực càng thêm bền chặt, khẳng định vai trò của hai trung tâm kinh tế chính trị trong sự phát triển của đất nước. Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 năm 2024. Người dân và du khách sẽ được tham quan không gian trưng bày đa dạng, tái hiện những biểu tượng lịch sử văn hóa tiêu biểu của thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, di sản cho mai sau, Văn miếu Quốc Tử Giám, tinh hoa đạo học. Ngoài ra, khách tham quan còn được trải nghiệm khám phá các di sản văn hóa phi vật thể, không gian làng nghề thủ công truyền thống, cùng với văn hóa du lịch và ẩm thực đặc trưng của Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra hội nghị tổng kết 2 năm hỗ trợ giúp đỡ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào trong công tác ghép thận và lễ trao tặng huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tập thể và một số cá nhân của Học viện Quân y Việt Nam. Dự án hợp tác ghép thận giữa hai bệnh viện, hai quân đội Việt Nam-Lào đã bắt đầu từ năm 2018. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, đã thực hiện ghép thận cho 2 ca đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào, cũng như tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tính đến tháng 7 năm 2024, đã có 15 trường hợp ghép thận được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam. Tất cả 15 ca có sức khỏe tốt, các chỉ số xét nghiệm mỗi lần tái khám đều trong giới hạn bình thường, có nhiều bệnh nhân quay lại công việc bình thường. Đại tướng Chăn Xạ Mòn Chăn Nha Lạt,
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ toàn diện cho Đảng, Chính phủ, Quân đội Lào. Đặc biệt, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y Việt Nam đã giúp đào tạo công tác phẫu thuật, ghép thận và thụ tinh nhân tạo, hỗ trợ trang bị, phục vụ ghép thận, quần áo cho bệnh nhân. Ghi nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ to lớn của Học viện Quân y Việt Nam đối với Lào. Tại hội nghị, thay mặt Đảng, Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã trao tặng huân chương lao động các hạng nhất, nhì, ba cho một tập thể và 8 cá nhân của Học viện Quân y Việt Nam. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế đối với dịch bệnh đầu mùa khỉ. Trước thực tế này, thì tại Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại cơ sở y tế. Đậu mùa khỉ đã xuất hiện tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2022, phần lớn bệnh nhân có tiền sử nhiễm HIV. Từ đó đến nay, nước ta ghi nhận rải rác các ca bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số ca mắc cao nhất từ đầu năm đến nay, có 49 ca đậu mùa khỉ, không có ca tử vong. Theo các chuyên gia, đậu mùa khỉ khó lây nhiễm hơn các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác. Đậu mùa khỉ nó là một cái bệnh mà ở những người mà có cái miễn dịch bình thường ấy, thì hầu như là cái tỷ lệ tử vong nó rất là thấp. Và thứ hai là cái do cái đường lây của đậu mùa khỉ nó là lây do tiếp xúc trực tiếp, cho nên nếu như mà nó có xuất hiện các cái ổ dịch thì các cái ổ dịch ấy nó cũng sẽ không lan rộng một cách quá nhanh chóng mạnh mẽ như các cái bệnh lây qua đường hô hấp. Theo các chuyên gia dịch tễ hàng đầu tại Việt Nam, bệnh đậu mùa khỉ đa số các trường hợp có tỷ lệ điều trị khỏi cao. Bệnh đậu mùa khỉ thì chúng ta còn có thể gọi rằng là một cái bệnh mà nó có thể khỏi được, nghĩa là gì? Chúng ta không cần phải điều trị, không phải chăm sóc gì, bệnh nhân hoàn toàn có thể tự hồi phục trong vòng từ 2 đến 4 tuần. Tuy nhiên thì một số các trường hợp bệnh có thể diễn tiến nặng, và đặc biệt là với những nhóm nguy cơ, những người có nguy cơ cao, ví dụ như là ở trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và những người có suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, để chủ động phòng bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát phát hiện ca nghi ngờ đậu mùa khỉ ngay tại cửa khẩu, giám sát chủ động tại cơ sở y tế. Đặc biệt, việc giám sát phát hiện ca bệnh tại các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu HIVS có vai trò rất quan trọng. Chúng tôi cũng đã phổ biến thông qua những cái lớp tập huấn cho những cán bộ y tế trong hệ thống phòng chống HIVS, các cái phòng khám OPC, các cái phòng khám PrEP, các cái hoạt động liên quan đến hướng dẫn tư vấn xét nghiệm, để yêu cầu tất cả các cán bộ y tế đó là khi các cái nhóm mà nam quan hệ đồng giới đến thì một cách để tư vấn, để truyền tải, để nâng cao kiến thức hiểu biết. Để phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, cần tránh tiếp xúc với người có triệu chứng. Khi có triệu chứng nghi nhiễm bệnh, cần tuân thủ việc cách ly, kịp thời tới cơ sở y tế để tránh lây nhiễm cho cộng đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho biết, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Do đó, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 có thể sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây. Từ tháng 9 tới đây, sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp qua tài khoản tại 63 tỉnh, thành phố. Bên cạnh chi trả lương hưu qua tài khoản, cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn chi tiền mặt trực tiếp tại các điểm chi trả, thông qua chủ sử dụng lao động chi tại nhà cho một số đối tượng. Cũng theo cơ quan bảo hiểm xã hội, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Do đó, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 có thể sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây. Dự kiến, đối với hình thức tiền mặt, Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 tại tất cả các điểm chi trả và từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 tại các điểm giao dịch của bưu điện trung tâm. Đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi cảnh báo cho biết, thời gian gần đây ghi nhận có hiện tượng đối tượng lừa đảo mạo danh Ngân hàng Nhà nước, giả mạo giao diện hòm thư điện tử của Ngân hàng Nhà nước để gửi thông tin dẫn dụ người dân khách hàng bấm vào đường link lừa đảo, cập nhật thông tin sinh trắc học cho giao dịch ngân hàng. Đối tượng lừa đảo mạo danh Ngân hàng Nhà nước, giả mạo giao diện hòm thư điện tử email của Ngân hàng Nhà nước để gửi thông tin dẫn dụ người dân khách hàng bấm vào đường link lừa đảo, cập nhật thông tin sinh trắc học cho giao dịch ngân hàng. Những tệp file này có chứa mã độc, phần mềm gián điệp, khai thác thông tin của khách hàng để chiếm quyền kiểm soát thiết bị cá nhân, tài khoản ngân hàng của khách hàng hoặc đánh cắp thông tin dữ liệu nạn nhân
để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ cung cấp thông tin đến công chúng chính thức qua cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước và cũng không gửi thư điện tử trực tiếp đến khách hàng của tổ chức tín dụng đề nghị cập nhật thông tin sinh trắc học. Đề nghị người dân, khách hàng và các tổ chức tín dụng hết sức đề cao cảnh giác, không bấm vào các đường link lạ được gửi qua chat, SMS hoặc email, không cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web không rõ nguồn gốc. Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề nhằm kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Kế hoạch kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội sẽ thực hiện kiểm tra đối với 116 doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán, sửa chữa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn thành phố. Đợt kiểm tra trên địa bàn TP Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10. Danh sách kiểm tra bao gồm nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trên địa bàn thành phố như công ty vàng bạc đá quý Bảo Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc Bảo Tín, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Huy Thành. Nội dung kiểm tra tập trung vào các khía cạnh như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, việc niêm yết giá, chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, quy định về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và các quy định về thương mại điện tử. Mục đích chính của kế hoạch kiểm tra chuyên đề là phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vàng. Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025, đợt 3. Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong kế hoạch phát triển nhà của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 gồm 10 dự án đang triển khai, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025, cung cấp hơn 290.600m2 sàn nhà ở và hơn 1.000 căn hộ. Danh mục cũng bao gồm 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trong số này, 3 dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng, 2 dự án đang tổ chức thực hiện và 1 dự án đang giải phóng mặt bằng chưa giao đất. 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa cập nhật có quy mô tổng diện tích sàn là hơn 655.000m2 và hơn 8.300 căn hộ. Một tuần trước dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, ghi nhận tại một số địa phương như là từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi miền Trung và điểm du lịch như là Cần Thơ, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, nhiều chuyến tàu xe vé đã khan hiếm. Trên trang web bán vé của ngành đường sắt, chặng từ Hà Nội đến Vinh ngày 30 tháng 8 hầu hết đã kín chỗ. Chặng Hà Nội, Đà Nẵng chỉ còn một số vé giường nằm và ghế ngồi trên tàu SE7 trong ngày 30 tháng 8. Giá vé giường nằm tầng 1, khoang 4 giường cao nhất, giá gần 1,1 đến 1,4 triệu đồng một lượt, tùy mắc tàu và ngày đi. Tại phía Bắc, chặng Hà Nội, Lào Cai, các tàu đã hết vé trong các ngày 30 đến 31 tháng 8. Các tàu kín chỗ thường từ Hà Nội đi các tỉnh trước dịp lễ, chiều ngược lại vắng khách. Ở phía Nam, nhu cầu đến các điểm du lịch tăng cao nên nhiều đoàn tàu đi Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa đã kín chỗ khoang giường nằm ngày 30 đến ngày 31 tháng 8. Tương tự tàu hỏa, một số nhà xe trên chặng Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh trong các ngày 30 đến 31 tháng 8 gần như đã hết vé do hành khách đặt trước. Ở các tuyến ngắn từ Hà Nội đi Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, đại diện một số doanh nghiệp vận tải cho biết lượng khách đặt trước đạt từ 40 đến 50%. Tại phía Nam, nhiều chặng gần từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh hoặc địa điểm du lịch như Cần Thơ, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang cũng đã khan hiếm vé giường nằm. Tuy lượng đặt chỗ tăng nhưng ghi nhận cho thấy không có hiện tượng tăng giá vé bất thường. Trong khi đó, ghi nhận ở các hãng hàng không, giá vé dịp mùng 2 tháng 9 đang tăng hơn 20% so với ngày thường. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 3 tháng 9, về tổng thể, các hãng sẽ khai thác tổng số hơn 4.200 chuyến bay, bình quân 840 chuyến một ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đường bay kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là những tuyến sôi động nhất trong nước, với bình quân 241 chuyến một ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát dữ liệu giá vé, các hãng của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tăng hơn so với ngày thường khoảng 20%. Chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cao nhất ghi nhận khoảng 2,6 triệu đồng một chiều, tăng 8% so với một tuần trước đó. Trên đường bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé được các hãng công bố từ 2,4 đến 3 triệu đồng một chiều, tăng khoảng 24% so với tuần trước nghỉ lễ. Tiếp theo là một số tin tức nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 139/2018 và nghị định 30/2023 liên quan đến quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, thống nhất chỉnh lý dự thảo nghị định theo hướng tạm ngừng quy định đăng kiểm viên có án treo bị thu hồi chứng chỉ hành nghề thay vì bỏ quy định này như dự thảo trước đó. Cụ thể, ngừng quy định thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên đối với các trường hợp bị tòa án kết tội cho hưởng án treo, không cấm hành nghề hoặc cho cải tạo không giam giữ. Thời gian ngừng là đến khi có văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định việc điều chỉnh trên bắt nguồn từ tiếp thu ý kiến của ba bộ gồm Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Xây dựng. Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chỉ huy điều hành, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Dự thảo đề xuất phân chia các loại camera gồm quan sát, giám sát phát hiện vi phạm, nhận dạng biển số xe và đo đếm lưu lượng phương tiện. Thiết bị camera quan sát phải được ghi hình ảnh, video mà khi phóng đại lên có thể nhìn rõ phương tiện, khuôn mặt của người điều khiển. Biển số xe ở khoảng cách tối thiểu 30m ban ngày và cả xe di chuyển chậm dưới 5km. Khả năng nhận dạng biển số chính xác lớn hơn hoặc bằng 95% vào ban ngày và vào ban đêm là lớn hơn hoặc bằng 80%. Tốc độ phương tiện tối đa có thể chụp hình rõ nét là lớn hơn hoặc bằng 180 km/h. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức đại lễ cầu siêu, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Dự kiến có hơn 1.500 tăng ni tham gia lễ cầu siêu tụng kinh thủy sám. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, 7 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 14.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 6.200 người chết và 10.000 người bị thương. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 2.100 trường hợp các tổ chức, cá nhân không làm thủ tục đăng ký sang tên theo quy định. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng cho biết thêm, từ ngày 15 tháng 7 đến nay, 10 tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Cơ động qua công tác kiểm tra kiểm soát đã xử lý tổng cộng hơn 4.300 trường hợp vi phạm giao thông. Thưa quý vị, một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại đoạn bờ kè dưới gầm cầu Trần Hoàng Na. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thì lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã có mặt ở hiện trường để triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu người bị nạn. Kết quả tìm kiếm đã xác nhận anh NVT sinh năm 1971 không may tử vong. Anh NTB sinh năm 1984 hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Theo Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ, chiều ngày 23 tháng 8 năm 2024, trong quá trình thi công hoàn trả hệ thống thoát nước mưa dọc hai bên đường gom dân sinh dưới cầu Trần Hoàng Na thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Sự việc xảy ra khi nhà thầu đang thi công sử dụng hai máy đào hố móng diện tích miệng hố đào ngang 3m, dài 5m dọc theo hướng đào từ đường Tầm Vu đến đường gom dân sinh nhánh trái. Trong quá trình đào hố đất, có hai công nhân ở dưới hố móng hỗ trợ thì bất ngờ gặp nạn bị vùi lấp. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa và thủy triều lên nên đất thành hố rất mềm yếu, do đó xảy ra sạt lở thành hố và xảy ra sự việc thương tâm. Thưa quý vị, mật ong bạc hà mèo vạc của Hà Giang, cam cao phong hay là nước mắm Phú Quốc và còn vô số sản vật khác của nhiều địa phương trong cả nước đều có giá bán tăng từ 30 cho đến 150%. Tất cả là nhờ được cấp chỉ dẫn địa lý. Ngoài việc mang lại giá trị gia tăng cho nhà sản xuất, việc được cấp chỉ dẫn địa lý còn mang lại những lợi ích như là giúp doanh nghiệp và địa phương chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra còn giúp quảng bá sản phẩm địa phương, thu hút khách du lịch. Và cuối cùng, chỉ dẫn địa lý góp phần bảo vệ, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống ở địa phương. Vải thiều lục ngạn là loại quả đầu tiên được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa quả vải thiều vào Nhật Bản, cũng như mở đường cho việc thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các nông sản khác tại thị trường khó tính này. Từ đó giá trị gia tăng của sản phẩm sẽ cao hơn, cơ hội được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn cũng đến gần hơn. Vải thiều sau khi được Nhật Bản cấp cái đăng ký chỉ dẫn địa lý là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Nhật Bản cấp cái đăng ký chỉ dẫn địa lý, thì vải thiều đã tiếp cận được các cái thị trường khó tính, không còn thị trường nào là vải thiều Bắc Giang không đến được cả. Góp phần phát huy giá trị của các chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia Việt Nam. Theo đó, biểu trưng sẽ trở thành một dấu hiệu quan trọng để các cơ quan và tổ chức hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường,
đặc biệt là thị trường nước ngoài, tăng cường khả năng cạnh tranh của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý. Nhận thức được là cái sự cần thiết của cái xây dựng cái biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia thì Cục Sở hữu trí tuệ đã thiết kế nên cái biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia. Đối với chúng tôi thì nó là có cái ý nghĩa là tăng cái khả năng nhận diện cho người tiêu dùng, đồng thời nó là một cái công cụ để cho các cơ quan kiểm soát cũng như là các cơ quan quản lý kiểm tra được là cái chính xác của cái sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam. Là một nước nông nghiệp cộng thêm các yếu tố đặc trưng về mặt tự nhiên và con người, Việt Nam có nhiều sản phẩm nông sản có chất lượng, danh tiếng, có tính chất đặc thù và giá trị kinh tế gắn với các địa danh cụ thể. Theo số liệu thống kê, hiện Việt Nam có hàng nghìn sản phẩm nông sản đặc sản, nhưng số lượng được bảo hộ mới chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đặc biệt là bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm tại nước ngoài lại càng hiếm. Vì vậy, nếu không quan tâm xây dựng chỉ dẫn địa lý, thì nguy cơ khiến cho hàng hóa Việt Nam bị mất nhãn hiệu, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mất thị trường là điều hoàn toàn có thể xảy ra.